ơi. Mày tự nhiên đem gã tao, tao cũng không biết cái đâu luôn nữa. Các bạn, hôm nay là vlog đi mua bịch muối của ba thằng mình nha. Ba tên L. Hôm nay mình cầm sẵn miếng xài, mình sẽ đi ra ngoài mình chấm bịch muối nha. Đi yêu trường. Đây là trường mình hay các bạn. Trường mình học mình đã hết các bạn. Đó là cái gì đó. Dạ mua muối thôi. Dạ. À, các bạn cô mới hỏi mình đi đâu, mình mới nói đi mua muối ăn xài các bạn ơi. Thầy nha, giờ em đi mua muối mình chậm thôi. Cho bà hai muối. Ủa bà có bán muối kia kia không? Có muối tơ bự á. Bà bán nhiêu kìa? Ba không? Dạ. Dẫn mày, dẫn mà. Đây là mình đang trên đường đi với bà hai nha các bạn. Tới rồi. Gì vậy? Dạ, đang quay vlog. Đâu, muối nào? Muối này. Này, muối này nha. Nhưng bà sao bà hai? Muối này ăn ba không? Không phải nào mà không. Lấy con ba bạch đi. Lấy con ba bạch đi. Không phải nào mà không có chứ. Đây, ba mình mua ba bạch nha các bạn. Đi vô. Đi vô. Mua về rồi, chưa ăn xài. Nẹo như mấy thằng quay YouTube. Mình đi họ nói con cá đi mua muối với vậy. Đem họ đi chỉ. Rồi, dẫn rồi, giờ cái mày đi đâu nè. Giờ đang là trên đường đi vô trường nha, trời hiện tại quá nắng rồi các bạn ơi. Dạ, dép luôn. Nói chung mình ở cũng nhiều giờ các bạn ơi, còn nhà đầu xe hơi không à. Đầu bạn thấy quá là giàu. Cái của cổ. Có một dạng nhỏ chút cửa thôi các bạn. Rồi sao nè, đi đâu nè? Giờ hiện tại đang đi trở lại vào phòng tập nha. Để làm gì? Để làm gì đấy? Tặng bịch muối này cho cô. Ừ, mấy mình là nè, bịch muối là mỗi người đứa là tặng cô nha. Ba miếng xài chưa hết luôn đồ quá. Dạ con có tặng cô. Dạ tặng bịch muối. Tặng cô hả? Dạ. Cảm ơn con dê của mẹ đó. Trời ơi, trời ba.